cái đồ này đồ làm bằng tre cúng rỗng này nọ, người ta làm bằng tre các nhận chết. Tưởng đâu mất ốc mất cám rồi. Ta sống cắt gốc lại. Chi vậy chú? Quay chứ. Quay cho người ta coi cái cảnh nhà quê mình. Gì hả? Này cá, cá dến của chị nè, cá lừa. Cá bự nhà chứ, cá dến nên tôi bị đổ. Thấy li ti rồi. Cá à, cá, cá kia ta bán cá mồi á. Ta bán cá mồi á. À, cá này lựa ăn. Ừ. Ngày được bao nhiêu ký vậy? Trời ơi, ngày có 10 ký, mười mấy ký. Không có cá, đến này đồng không có cá. Mấy hôm mưa nước này nọ có không? Hôm mưa thì đỡ. Ừ. Còn cái này không có. Ngày năm nay nói cá nhiều hơn năm ngoái. Ừ. Nói nhiều đâu. Đồng nào á, chứ đồng này năm nay không có cá gì hết trơn. Đồng bên An Hảo thấy tụi nó làm nhiều. Dạ yeah. Đồng nào á, chứ đồng này thấy năm nay không có cá. Bà tặng mấy cái mà được có 10, cỡ 10 ký rồi. Đâu gồm 20-30 cái. Trời ơi. Ừ. Cần cái chưa được nửa cái lô cá luôn. 20-30 cái mà được có 10 ký rồi lấy gì ạ? À? Đi gì? Đi dở không cũng là... cũng là thấy mệt rồi. Năm nay một năm thì cũng chạy dữ lắm, năm nay không có cá gì hết trơn. Phải nước lên lên cao một chút nữa có lý. Dạ. Muốn giật lại nữa rồi. Giật rồi đó. Rồi những cái lưới chéo còn sống. Mình cho cắt cho nó. Một năm đồng này hả, dớn dữ lắm. Năm nay đồng này không có dớn. Không có cá đâu, có ai vô. Dạ. Cá mà dinh thì lớn lớn cậu trả ăn đã. Này cá rô. Cá mì dinh màu năm con bự bự hơn năm nay mà còn chút chút còn không có nước. Nếu cài chén tay phải hơn thì cá cha. Cái gì nó quay hai chị em nó luôn à, ba mẹ con nó luôn đâu giờ nè nè nhìn ra đây nè làm cái tay nhỉ ai làm cho ông cái phim heo làm heo nút ngắt heo thương em á. Cắt hết cho nó, đậm cho nó thúi. Lần khi là nó giật dễ lòng. Nước trời là nước lên. Mấy ông mấy cái lên. Hồi giờ ông này nó không có nước không có. Con thương em không? Hả? Cho tôi đây nha. Em nói cho ông nha. Cho em heo nha. À, để tôi ẩm đi luôn. Chịu không? Cho không? Cho em heo nha. Đổi tiền đi. Lấy tiền đi, lấy tiền ông bánh cho em heo nha. Chịu không? Cho em heo không? Cho không? Cho luôn. Để nó nhả đèo bị cắn cái gì. À. Đánh người ít. Tính đi vòng vòng quay cảnh lưới chẳng thấy ai. Năm nay không có ai giăng hết trơn. Không thấy ai giăng lưới. Dạ năm nay không ai giăng lưới luôn. Cá không có cá người ta đâu giăng. Dạ. Cá ông đằng kia ông giăng lưới phất á. Mà ông nói thói thói mới ấy. Mới giật tụi. Ở phía sau chợ ta đẩy.
dạng á. Hai lấy kìa. Đồng này năm nay không có xuồng, mỗi năm xuồng dữ lắm. Nè, năm ngoái này nè, chứ đâu có... Dạ, năm gầu hái trong đồng. Xuồng năm ngoái tôi vô, tôi quay trong này nè, cũng cá quá trời. Dạ, năm gầu cá nhiều lắm. Để năm nay chở vô loại tưởng cũng ngon thôi. Giờ bà nói mấy chục cái dến mà được có 10 ký cá, lấy gì quay? Có cá có gì đâu quay. Một chục ký cá đủ ăn rồi. Đủ ăn cá ăn gì? Cá mồi được nhiều không? Ít chứ. Cá mồi cũng được có sóc. Này cá dữ lắm mà bây giờ không biết sao thấy dân ngoài à. Bảy ngàn gì vậy hả? Có 7.000 tí. 7.000 mà bán có giá. Yeah. Tụi ở bên Đồng An Hảo nó bán có 6.000 à. Thằng lái nó vô nó chở á. Yeah. Còn đâu được 7.000 cái mấy hôm sau còn có 6.000, bây giờ không biết có lên lại không. Ở đây bị gì mình bán cho nó 7.000 luôn. Cái bè nó mua thẳng luôn, nó không có lái. Thì tụi lái nó đi mua nó cũng chở ra, nó bán với cái bè ở cầu 13 nè. Dạ. Bè nuôi cá lóc á. Cây Mềm. Rồi, đưa em lên xe ông chở đi luôn nè. Ha. Đi không? Kia nãy mới chạy xe mới chợ về dân cá lóc bỏ không hay kêu quả không nghe phải chạy luôn tôi luộm cá lóc luôn luộm cá lóc này treo đây cái này là ở phía sau chợ Tà Đảnh đó, chợ cầu số 10. Đồ làm bằng tre thúng rổ này nọ người ta làm bằng tre à. Kéo quá nhiều ngày thank you.
bến đò ở cầu dây cầu 13 để chạy qua bên kia đó là đường đi vô chỗ người ta đặt dến, nên chạy vô trồng cái mua 1 ký 2 ký cá linh về ăn. Cá linh có 30.000 ký. Từ mùa nước tới giờ chưa ăn cá linh. Chợ đò qua. Nước giật lại, nước giật lại cũng cỡ 4-5 tấc. Lâu lắm để cô bắt mấy cá chê con này nè.